For the church, please remain standing and open your heart to receiving His living word. Jenny xin được đọc lời Chúa được chép trong Jonah đoạn 3 câu 1 đến 3. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ hai mà rằng: Ngươi khá chờ dậy, hãy đi đến thành lớn Nineveh và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Vậy Jonah chờ dậy và đi đến Nineveh theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give to you. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Xin mời anh chị. Chúng ta cứ đứng và chúng ta sẽ cầu nguyện trước khi chúng ta học Chúa bây giờ. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha chúng tôi chúng con. Ngài đấng dựng nên tất cả mọi chúng con. Và dù khi chúng con phạm tội, Chúa vẫn còn cho chúng con có cơ hội để trở lại với Ngài. Even though we are so sinful, God has still given us the chance to come back. Và cầu xin Chúa ngày cho chúng con nắm bắt cơ hội sáng nay để sống cho Ngài. My God, give us a chance to seize the opportunity to live with you. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện. Thank you. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Please be seated. À, tôi nhìn xuống thì như thấy có một số người mới đến nữa. Ai là người đến để giúp sáng nay? Không ai đứng dậy đó. Trong chiếc bay trở về Mỹ từ Melbourne của tôi từ Melbourne đến Portland trong các một tuần qua đó thì đã bị chạy đến khoảng 3 tiếng. Last time when I returned to America, I applied through and the flight was delayed for 3 hours. Lý do bị trễ là bởi vì có một cái chắn cửa của máy bay không có được đóng lại các anh. The reason is one the door of the airplane shut. Tôi nghĩ nếu mà không đóng được thì lấy cái cửa ra luôn thì đâu có gì đâu mà phải tạm. So at that time I might just remove the airplane door and that would be no problem. Lúc mà tôi lên máy bay thì đã trễ 1 tiếng rưỡi rồi. So when they start the flight, it was only 1.5 hour late. Và khi lên ngồi trên máy bay rồi thì họ bảo là cứ thông thả ngồi chơi thêm tiếng rưỡi nữa. Và khi đến phi trường Auckland của New Zealand á thì tôi phải qua security của New Zealand để đến chuyển máy bay về Mỹ. So during the transit through the Auckland airport, I had to wait to get the flight to America. Thành thử tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị trễ cái chuyến bay về Mỹ. So at that time I said that we will definitely be late for the flight to America. Do vậy thì tôi cố gắng hết sức để làm sao có thể đến được kịp chuyến bay để về Mỹ. But I tried very hard so that I can get on to that flight to get to America. Quý vị biết là lần đầu tiên á, tôi kinh nghiệm được là ngồi ở ghế phía sau nhưng lại được ưu tiên ra cái bài trước mắt. So at that time I realized that when I sit at the back of the plane, I will have the opportunity to get off the plane first. Ngay cả những người mà đi first class á cũng phải tránh sang một bên để tôi đi qua. So at that time, even though the first class passengers still have to wait for me to get off the plane first. Tôi tưởng là những người ngồi first class là sung sướng lắm, nhưng mà bây giờ tôi có kinh nghiệm là ngồi phía sau rất là sung sướng. So at that time I thought first class is the best, however I realized that if you sit right back of the plane would be the best. Nhưng mà sau khi ra khỏi máy bay rồi đó thì không còn sung sướng nữa, là bởi vì tôi phải chạy cho nhanh để có thể đến được kịp để chuyển chuyến bay. When I get off the plane I have to run very fast so that I can catch on to the flight to get on to the trip to America. Nhưng mà khi đến nơi đó thì tôi thấy họ mới bắt đầu boarding thôi, có thể là bắt đầu lên máy bay thôi, thì tôi an tâm là tôi không bị trễ. Then I get to the gate, people only just start boarding. So that then I realize I'm not late anymore. Tôi thấy mọi người đi lên máy bay rất là vui vẻ, nhưng mà đến lượt
tôi thì khác. Everyone can occupy their place is so happy. However, it's different for me. Và khi tôi đưa vé máy bay cho họ thì họ scan thì họ nói rằng mời tôi đứng sang một bên. When they scan my ticket, they said they step aside. Trong đầu tôi nghĩ đó là họ sẽ nhường cho tôi một ghế thượng hạng, là bởi vì họ thấy tôi phải chạy rất là vất vả. So at that time I said maybe that's a lucky thing. They might upgrade me into business class because they could see that I was running really hard. Nhưng mà không ngờ rằng không những tôi không được ngồi ghế thượng hạng mà họ còn không cho tôi lên cái bàn. However, no, not even the upgrade, but they didn't even let me board the class. Họ nói là bởi vì cái chuyến bay từ Melbourne đến New Zealand đó bị trễ khoảng 3 tiếng, thành thử họ nghĩ là tôi không đến kịp và họ đã lấy tên tôi ra khỏi chuyến bay. But at that time they thought that I couldn't make it. It's only 3 hours late. So in fact, they had taken my name off the flight. Tôi nói là cái chuyến bay mới có bắt đầu vô đình thôi và còn ở đây thì làm sao tôi không lên được? So I said to them, I said, but everyone's still here, the flight to the end, I'm just start boarding. So why did you take my name off the flight? Họ nói là họ đã lỡ lấy ra rồi. Thì tôi nói rằng lỡ lấy ra thì bỏ vô chứ lại. They said, sorry, but I already took off the flight. So I told them no, put it back. Dầu tôi nói gì đi nữa, tôi đang để cái máy thì họ cũng không bỏ tên tôi lại. So it doesn't matter what I said, how much I begged, they said no way, I cannot put your name back. Tôi nói là lỗi không phải của tôi mà là của hãng bay, thành thử là quý vị phải bỏ tên tôi vô trở lại. So I said it's not my fault, it's the plane, the company fault, so you have to push my bởi vì cái chuyến bay nó còn ở đó, nó chưa có bay. And the plane is still here, it hasn't taken off yet. Nhưng mà cản qua cái lại cuối cùng thì họ nói rằng họ sẽ cho tôi đi chuyến bay cũng hãng New Zealand vào ngày mai đúng giờ. So at that time they said I'm sorry, but I have to go on the next flight, which is the next day on that time. Tôi nói là tôi không muốn đi ngày mai mà tôi muốn đi ngày hôm nay. But I was adamant. I said, I want to get off now. I don't want tomorrow. Họ nói ngày hôm nay không còn chuyến bay nào hết. Cái chuyến bay sớm nhất đi ngày mai là chuyến bay của hãng Delta. But they said that I'm sorry, but there's no other flight today to go to the US, and the next available will be a Delta Airways. Tôi nói là như vậy thì tôi sẽ chọn đi hãng bay Delta, bởi vì tôi biết hãng bay Delta là của Mỹ. Và cái headquarter của nó là nằm ở tại Atlanta. Thì tôi tin chắc rằng nếu đi Delta thì chắc chắn sẽ về Atlanta. So at that time I was so happy because I know the Delta Airways headquarters is in Atlanta. And I know that if I get on that flight, I definitely will get to Atlanta. Tôi không hiểu lý do tại sao hãng bay New Zealand lại thích trả tiền cho tôi ở lại khách sạn và trả cho tôi mỗi ngày 90 đồng New Zealand để ăn uống. At that time I was a bit confused. I said, why New Zealand and New Zealand would be happy to pay for my hotel and also $90 in fuel for me to stay overnight. Rồi họ còn phải trả tiền di chuyển của tôi từ phi trường đến khách sạn, rồi từ khách sạn trở lại phi trường. Not only that, they have to pay me for the transport through the airport to the hotel and then from the hotel back to the airport as well. Tôi hiểu tại sao họ không có cho tôi cơ hội thứ hai để lên máy bay đỡ tốn những cái tiền như vậy, nhưng mà họ lại không làm. And I was confused why didn't they just let me on the plane and they save more money, but they just let me stay overnight in the hotel. Khi tôi về đến khách sạn thì tôi có email cho mấy người trong ban chấp hành. So when I get to the hotel in Auckland, I actually email some of the committee members. Trong email thì tôi không có nói về những cái rắc rối của tôi là cái việc trễ máy bay, mà tôi chỉ nói rằng khi tôi đến phi trường Auckland, New Zealand, tôi thấy cảnh quá đẹp, thành thử tôi chưa muốn về Mỹ và muốn ở lại chơi. So at that time I said I'm now in Auckland, and the reason why I stay is I didn't say that I missed. I just said because Auckland was just so beautiful, I decided to spend another day there.
Vậy mà cũng có người tin tôi đó. À, quý vị biết ngày hôm sau thì tôi ngồi hạn giới gì khi về được mấy không? So do you know what class they put me on when I was on the flight to go back to London? Tôi không được chọn ngồi ghế business class, nhưng mà bị chọn nằm ghế business class. So they actually put me on to a lying down luxurious business class. Một mình tôi được nằm ba ghế. There were three business class and I was up the whole thing. Lúc nào tôi muốn nằm thì nằm, lúc nào tôi muốn ngồi thì ngồi, hôm nay nói gì thôi. I can either lie down, sit down, I do whatever I like. Giờ vậy mà tôi có thời gian để ngủ và cũng như có thời gian để soạn bài giảng. Cảm ơn Chúa là dầu con người không cho chúng ta cơ hội thứ hai khi chúng ta mất đi cơ hội thứ nhất, nhưng mà Chúa luôn cho chúng ta cơ hội. I thank you because sometimes humans don't give us a second chance and you miss out your first chance. But God always gives you a second chance. Trong khi con người muốn dùng cơ hội thứ hai để trừ thử chúng ta, nhưng mà Chúa lại luôn dùng cơ hội thứ hai để giúp cho chúng ta sống sót hơn. So sometimes humans use a second chance to get rid of you. But God gives you a second chance to get you better. Nếu tối hôm qua chúng ta nói đến cơ hội thứ hai để yêu Chúa nhiều hơn, thì sáng nay tôi sẽ nói đến cơ hội thứ hai để sống cho Chúa kết quả nào. So last night we had the opportunity to learn how God gives us a second chance to love God more. This morning I want to give you a second chance to work for God more. To live. Sorry, to live, not to work. Tomorrow we live. Yeah, I jumped on the sermon. Lâu nay biết là những bài giảng tôi giảng quý vị có hiểu hay không? Well, I'm not sure if you understand what my sermon because the translator is really bad. Tôi nhớ ông làm thì Dr. Mel đó có giảng về tiên tri Jonah ở tại hội thánh chúng ta sau khi về lại cài năm học. I remember last year after the camp, Pastor Blackaby had preached a sermon regarding the prophet John. Quý vị còn nhớ là Dr. Mel giảng gì về tiên tri Jonah không? Anyone of you still remember what he preached about the prophet John? Ông giảng về cơn bão là ân điển của Chúa. He said that the storm is actually the grace of God. Trong bài giảng sáng nay thì tôi cũng nói về tiên tri Jonah. Now this morning I also would like to preach about the prophet Jonah. Nhưng mà tôi không nói đến cơn bão là ân điển của Chúa Trời, mà tôi sẽ nói đến cơ hội thứ hai của Chúa Trời dành cho tiên tri Jonah để sống trong nước. But this time I would like to emphasize the storm is not the grace from God, but the second chance that God gave. Quý vị có thắc mắc là tại sao tôi không nói rằng Đức Chúa Trời cho Jonah cơ hội thứ hai để chết cho Chúa? Nghe thì có vẻ mạnh mẽ hơn, nhưng mà lại nói rằng Đức Chúa Trời cho Jonah ngồi thứ hai để sống bình yên. Do you often question that why didn't I say that Prophet Jonah did, sorry, God gave Prophet Jonah a second chance to die for God, but in fact he gave him a second chance to live for God? Thưa quý vị, bởi vì nói với tôi đó, chết cho Chúa là một việc khó lành, nhưng sống cho Chúa lại là một việc khó lành. Because from my feeling, to live for God is sorry, to die for God is hard, to live for God is even hard. Một người có thể chấp nhận chết cho Chúa, có thể là người đó chỉ can đảm trong một vài phút ngắn ngủi, nhưng một người quyết định sống cho Chúa phải can đảm. Someone who would die for God only be brave for a few moments, few seconds or minutes. But the one who willing to live for God had to live for God for the rest of his life. Hơn thế nữa, khi mà đọc qua sách Jonah đó, thì tôi nhận thấy mục đích của Đức Chúa Trời cho Jonah cơ hội thứ hai không phải là để chết cho Chúa, mà là để sống cho Chúa. Because when you read the book of Jonah, you realize that God gave him the second chance
not to die for God but actually to live for God. Thưa quý vị, sách Jonah là một trong những sách làm cho nhiều người khó chấp nhận nhất. The book of Jonah is one of the books that make people find it very hard to understand or believe. Và câu chuyện về tiên tri Jonah cũng là một câu chuyện có nhiều sự tranh cãi nhất. And also the story of how Jonah lied is one of the discussions for many theology. Lý do là bởi vì người ta không dễ dàng chấp nhận và tin rằng một con người bình thường giống như tiên tri Jonah có thể ở trong bụng cá đến 3 ngày 3 đêm. Because nobody can understand or believe that someone normal human being can survive for 3 days in the belly of a huge whale. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự. But God can do everything. Để hiểu được những gì Đức Chúa Trời muốn làm và để hiểu được mục đích của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta không thể dùng những suy luận đến từ trí óc mà phải dùng trọn cả trái tim để chấp nhận và tin. Because to understand what God's word, not only we rely on our human intelligence, but we have to understand through our heart, our belief in God, to believe that God, what God is true. Khi Đức Chúa Trời sử dụng cuộc đời chúng ta để sống cho Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không cần phải giải thích hết cho chúng ta những gì mà Đức Chúa Trời muốn thực hiện, mà Đức Chúa Trời chỉ muốn chúng ta chấp nhận. When God would like to use your life, God doesn't show you what you have to do, but He only wants you to accept that your life is God. Bởi vì những gì Đức Chúa Trời làm qua cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cho đến khi mọi việc được thành công. Because whatever God do in your life, you can never understand until the final product. Then you can understand. Đây là lý do mà tôi bảo rằng mục đích của Đức Chúa Trời cho Jonah câu hỏi thứ hai không phải là để chết cho Chúa, nhưng là để sống cho Chúa, cho dù Jonah chưa nhìn thấy và hiểu được câu hỏi thứ hai. Because that's why I said this is the reason why God gave Jonah a second chance in life, even though at that time Jonah could not understand how the situation is going. Câu hỏi là tại sao Đức Chúa Trời cần phải cho Jonah câu hỏi thứ hai? And then we come to the next question, why God gave Jonah a second chance? Là bởi vì tiên tri Jonah đã bỏ qua cơ hội thứ nhất mà Đức Chúa Trời đã dành cho. So the prophet Jonah did not take the first chance. Khi Đức Chúa Trời bảo Jonah là hãy đi đến thành Nineve để rao giảng cho dân thành này về sự ăn năn, thì Jonah không những không vâng phục Đức Chúa Trời để đi đến Nineve, mà ông xuống tàu đi đến xứ Tennessee để lánh mặt Đức Chúa Trời. When God told prophet Jonah to go to Nineveh and tell the people there about God's plan for them, he in fact had left and gone to the other town, Tarsi, so that to avoid the town of Nineveh. Nếu quý vị nhìn trên bản đồ đó, thì cái thành Tennessee đó nằm ở hướng ngược lại với hướng đi về thành Nineveh. If you look at the map, the town of Tennessee is actually on the opposite way to the Nineveh. Tại sao Jonah lại đi về hướng Tennessee là hướng ngược lại với hướng đi về thành Nineveh là hướng Đức Trời bảo ông phải đi? But why did Prophet Jonah did that? That go away from where God wanted to go to the Tennessee instead of go to Nineveh? Tôi tin là bởi vì cái tôi của tiên tri Jonah còn có lớn. Because he looked at himself, his ego was too big. Cái tôi của tiên tri Jonah lớn đến nỗi khiến cho ông xem những dân thành của Nineve đó như là kẻ thù hơn là những tội nhân đáng thương cần được trời nhận. His ego just so high that he saw the people from the town of Nineve like his enemy. They all deserve to die instead of to be saved. Jonah đã để cái tôi cai trị cuộc đời của ông hơn là để Đức Chúa Trời hướng dẫn cuộc đời của ông. He let the ego control him instead of let God control him. Quý vị có biết là cái tôi ở trong cuộc đời chúng ta là điều cản trở lớn nhất khiến chúng ta khó có thể sống hiệu quả trong cuộc đời. You know that your own self, your own ego is the most important thing that stops you from following God. Bởi vì
Bằng chứng á, là chúng ta thấy qua cuộc đời của những gì này. The example here is the life of Prophet Jonah. Cái tôi của Jonah đã khiến cho Jonah làm ngược lại với những điều đó. His ego had knocked him from following God and he actually go the opposite way to God wanted. Jonah tưởng rằng ông có thể chạy trốn khỏi mặt của Chúa Trời bằng cách xuống tàu đi ngược về hướng Nineveh là Tennessee. So his ego actually tell him to go down the boat, go the opposite way to the town, you know, to hide away from God. Jonah lầm tưởng rằng ông có thể xuống dưới lòng tàu nằm ngủ mê thì có thể lánh khỏi mặt của Chúa Trời. He believed that if he go down at the bottom of the boat, he can hide from the face of God. Quý vị đây, tôi nghĩ là chắc cũng có nhiều người đi Odigea đúng không? I believe that a lot of you here have been Odigea or the refugee on the boat. Tôi biết là những người mà đi Odigea đó thì có ai có thể xuống dưới lòng tàu nằm ngủ mê giống như Tin Tiêu nào? So anyone of you have the opportunity to be with the boat people? Has anyone had actually gone down to the bottom of the boat like the Prophet Jonah? Tôi cũng là người đi Odigea thì tôi có kinh nghiệm là không có người Odigea nào mà có thể xuống dưới lòng tàu nằm ngủ mê một cách thanh thản giống như Tiên Tri Jonah. I have been a boat people myself and I found that it's almost impossible to go down to the bottom of the boat and sleep peacefully like Prophet Jonah. Là bởi vì ít nhất là chúng ta cũng sẽ bị ối lên ối xuống bởi vì những cơn sóng nó dập chúng ta, chứ làm gì có thể nằm ngủ mê giống như Tiên Tri Jonah. Because every one of us will be so much seasick that you vomit your head off. There's no way that we can sleep peacefully like Prophet Jonah. Nhưng mà Tiên Tri Jonah có thể nằm ngủ mê. But in fact, he didn't sleep peacefully. Tôi chưa từng thấy một người nào lì giống như Tiên Tri Jonah. I never seen anyone so tough like the Prophet Jonah. Đức Chúa Trời đã khiến một cơn gió thổi lên hầu tạo ra một cái trận bão lớn khiến cho chiếc tàu của Jonah nằm ngủ mê đó. Nhưng mà Jonah vẫn tiếp tục ngủ mê. So God in fact create a big wave, a big storm to wave onto the rock, but in fact he still sleep peacefully. Tôi cũng chưa từng thấy một tiên tri nào thích ngủ mà ngủ mê như tiên tri Jonah. I have never seen any prophet that loves sleeping like Prophet Jonah. Thưa quý vị, nếu cơn bão không thể đánh thức Tiên Tri Jonah thì Đức Chúa Trời có thể dùng những chúng ta để đánh thức. So if the storm couldn't wake Prophet Jonah up, God can make so that the boat owner or the pilot come and wake up Jonah. Đức Chúa Trời sai người chủ tàu đó xuống đánh thức ông dậy và la cho ông một trận là sao ái nấy cũng cầu đến thần mình, còn ông thì có thể cũng mê. So this gentleman come down to the bottom of the boat and wake him up and say, why everyone were praying to their God, but you are sleeping peacefully. Hãy thức dậy và kêu cầu cùng Đức Chúa Trời của ngươi đi. And wake up and let pray to your God. Sau đó thì họ bắt thăm thử xem coi ai là cái người gây ra cái tai họa này, thì họ lại bắt thăm chúng nhận Jonah. So after that, then they cast a lot to see who will pick up as the person who spoke, yeah. And sure enough, Jonah was got caught there. Quý vị nghĩ cái việc bắt thăm á, chúng nhận đi Jonah là một cái việc hên xui may rủi hay là có sự để ý của Đức Chúa Trời? Do you think that this is just a coincidence that the casting of the lot for onto the prophet Jonah, or is it God wanted to be? Tôi tin là có sự để ý. I believe that it's all through the plan of God. Tôi không biết là trên tàu lúc đó có bao nhiêu người, nhưng mà nếu họ cứ bất thâm tới bất thâm luôn thì mỗi lần bất thâm đều trúng thì như I don't understand how many times they cast the lot, but I'm sure that every time they cast a lot, it will fall onto the prophet Jonah. Bởi vì cái mục đích tạo nên cơn bão này là vì Tiên Tri Jonah. Because the reason why they had the storm in the first place is because of the prophet Jonah. Ở trong câu 8, sau khi họ đánh thức Tiên Tri Jonah dậy thì họ nói rằng
khá cho chúng ta biết vì điều chi mà tai họa này đã đến trên chúng ta. Ngươi làm nghề gì và từ đâu đến, xứ ngươi ở đâu, ngươi thuộc về dân nào? So if you look at the verse 8, they say to prophet Jonah, they said, tell us why does it happen on us? Where are you coming from? And which God you worship that causing all this trouble? Mới đầu họ biết tin điều này, nhưng mà sau khi nghe tin điều này nói, họ bị hoảng sợ. First they didn't know who prophet Jonah is, but after they listened to him, then they become frightened. Câu chính á, thì Jonah nói rằng ta là người Hebrew và ta kính sợ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ở trên trời, Ngài đã làm nên biển và đất cùng. So there's a bit delay on the slide. Yep, sorry. So in verse 9, Jonah actually answered, I'm a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven who made the sea and the dry land. Và khi họ nghe rằng cái cơn bão này đến từ những trời người Jonah thì họ rất là hoảng sợ. So when the people hear that the reason why they suffer from the storm is because of Jonah, everyone was fine. Thử nghĩ là ai trong chúng ta không hoảng sợ khi nghe tiên tri Jonah nói đến Đức Chúa Trời là một đấng vĩ đại, là đấng tể trị trên mọi sự, kể cả trên cơn bão. So everyone on boat at that time, and I'm sure that we are there, we always will be frightened because we know that the God that created the creator of the universe is the one who created the storm. Vì vậy đến câu 11 thì họ nói rằng chúng ta sẽ làm gì về ngươi, hầu cho biển yên lặng cho chúng ta vì biển càng động thêm nữa. So come to verse 11. The sea was getting rougher and rougher. So they asked him, what should we do to you to make the sea calm down for us? Và đến câu 12 đó, thì Jonah nói gì? Hãy bắt lấy ta, hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các ngươi, các anh. Vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải sự bão. So when it comes to verse 12, pick me up and throw me into the sea, he replied, and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you. Mới đầu đó thì họ nghe Jonah nói như vậy thì họ cũng sợ lắm, nhưng mà không có cách nào khác, họ không muốn quăng Jonah cũng được, nhưng mà cuối cùng họ phải chọn cách là quăng Jonah xuống biển y theo những gì Jonah nói cho họ. So when people hear all that, initially they were very scared and frightened. But when they hear that there is a solution, so they have to follow that and throw Jonah off the boat. Và khi họ ngay lập tức, ngay khi mà họ quăng tên Jonah xuống biển, thì biển yên lặng. Quý vị nghĩ rằng khi ở trong hoàn cảnh như vậy, mình khiếp sợ. So if you look at it, when they throw Prophet Jonah off the boat, as soon as he reached out of the boat, the sea became. Would you be frightened if you in that situation? Tôi nghĩ rằng nếu mà câu chuyện chấm dứt ở đây đó, thì quả thật là tiên tri Jonah đã thật sự can đảm chết cho Đức Chúa Trời, hầu khiến cho những người ở trên tàu có thể nhìn biết và kính sợ. So if the story of Prophet Jonah stopped right here, then you can say that Jonah had sacrificed himself to save everyone on the boat, so that people on the boat can worship God and feel that God is great. Có thể đây là cách tốt nhất mà Jonah có thể làm để chết cho Chúa. Nhưng mà đúng vậy, cách tính Chúa Trời còn tốt hơn những gì Jonah sử dụng. So at that time, if the story stopped here, we can say that John had suffered from martyrdom so that he died for God. However, God had better plan than what everyone of us can think. Đến đầu câu 1 của đoạn 2 đó, có nghĩa là tiếng Anh là nó nằm ở trong cuối của đoạn 1. Ghi rằng Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng rút Jonah. Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. So we come to the next verse. Now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Nếu chúng ta đọc kỹ câu kinh thánh này đó, thì chúng ta nhận ra rằng mục đích Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn không phải là để trừ khử Jonah,
vì ông không có một Chúa, nhưng mà để giải cứu Jonah, hầu cho Jonah có cơ hội ngay để sống được. So if you look at this story at the next chapter, you can see that the reason why God prepared the fish not to punish Jonah for not obeying God, but in fact this fish is to rescue Jonah, give Jonah a second chance in life so that he can keep the God. Quý vị nghĩ là 3 ngày ở trong bụng cá, tin cho Jonah làm gì? What do you think Jonah do for the 3 days in the belly of the fish? Có phải là ông chế ra cái món sushi cho người Nhật không? Maybe he will make it sushi. Hay là ông chế ra cái món canh chua cá cho người Việt Nam? Or maybe he cooked in a sour soup. Tôi nghĩ rằng trong lúc này đó, tiên tri Jonah không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những món ăn giống như tụi mình. At that time, I'm sure the prophet Jonah couldn't even have the right state of mind to think of any fish or any dish like ăn hoa. Mà ông chỉ biết đến với Đức Chúa Trời và ăn một cái. But at that time, all he can think of is God and obedience and pray to God. Trước đây, tiên tri Jonah tưởng rằng ông thật sự nhận biết Đức Chúa Trời, nhưng mà ông chưa thật sự nhận biết. So before the belly of the fish, Jonah thinks that he knows God and he is a prophet of God. But no, he had never understood about God. Từ trong vực sâu của bụng cá, Jonah đã nhìn lên Đức Chúa Trời và kêu cầu. So from the pit of the belly of the fish, Jonah had picked up and cried to God. Cảm ơn Đức Chúa Trời đã đón nghe mọi lời cầu xin của chúng ta cũng như Jonah. I thank God because He is the one that listened to everyone's prayer and listened to the prophet Jonah's prayer. Bây giờ thì Đức Chúa Trời làm gì? Đức Chúa Trời phán cùng con cá là hãy mượn Jonah ở trên đất rồi. So after that, what did God say? God tell the fish to go and spit out Jonah onto the land. Cái từ khi mà tôi đọc đây đó, tôi thấy cái từ mượn Jonah đó cho thấy là con cá rất là nghiêm. So then I think about the fish. I feel very sorry for that fish had to vomit out Jonah. Bởi vì thịt của tiên tri Jonah không phải là yếu. Because I'm sure that Jonah is not a good meat. Qua câu chuyện này quý vị giúp cho tôi khám phá được một điều là những người thuộc về Đức Chúa Trời không phải là yếu. So at that time I think whoever belongs to God is not easy to swallow. Có nghĩa là tại vì Đức Chúa Trời bảo con cá là phải nuốt Jonah thì nó phải vâng lời Đức Trời nuốt Jonah thôi, chứ Jonah không phải là dễ nuốt. Because at that time God told the fish to go and swallow up Jonah, but Jonah is definitely not someone that easily being swallowed. Tối qua thì tôi nói với vị là tôi cũng là người nuốt con cá. And last night I told you that I'm a keen fisherman. Tôi biết là khi mà cơn bão nổi lên, là sóng gió nổi lên thì những con cá đó, nó cũng đi tìm những cái chỗ ẩn nấp chứ không có rảnh đâu mà đi tìm Jonah để nuốt. Because I understand that when the storm time, all the fish also go hiding. So it's not like the fish that go and swallow Jonah. Nhưng mà bởi vì Đức Chúa Trời bảo nó phải bơi đến đó để nuốt Jonah thì nó phải làm thôi. So at that time instead of go hiding, that fish actually go toward the boat of Jonah to wait and swallow Jonah. Thực sự khi chúng ta hiểu được sự để trị của Đức Chúa Trời thì không có việc gì ở trong Kinh Thánh khi chúng ta đọc chúng ta phải nghi ngờ. So when you understand about that story, you realize that there's nothing God cannot do, and you can believe that this is the true story. Và sau khi Chúa bảo con cá mở cho Jonah ra thì đến câu 1 của đoạn 3 đó thì ghi rằng lại có lời Đức Chúa Trời phán cùng Jonah lần thứ hai mà rằng. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời muốn cho Jonah một cơ hội thứ hai để sống dậy. So when the fish vomit out Jonah onto the dry land, then we know that God had gave Jonah a second chance
to work or to live for God. Đức Chúa Trời phán gì với Jonah lần thứ hai ở trong câu 2? Người khá chờ dậy, hãy đi đến thành lớn Nineve và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Vậy Jonah chờ dậy đi đến Nineve theo lệnh Đức Chúa Trời. So let's look at what did God say to the prophet Jonah. Now the word of the Lord come to Jonah the second time, saying, "Arise, go to Nineveh, that great city, and preach to it the message that I tell you." So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Tôi nghĩ lý do khiến cho Jonah có thể vâng phục Đức Chúa Trời lần này đó để đi đến thành Nineveh đó là bởi vì cái tôi ở trong con người của Jonah đã được. I believe that at that time the reason why Jonah obeyed God because his own ego, his own self has been dealt with by God. Như tôi đã nói, mục đích của Đức Chúa Trời cho Jonah cơ hội thứ hai không phải là để tiêu diệt Jonah, nhưng mà để cho Jonah có thể sống hiệu quả hơn cho Chúa. As I have said previously, the reason why God gave Jonah a second chance, not to kill Jonah, but for him to live more profitable for God. Nhưng mà để cho Jonah có thể sống một đời sống hiệu quả cho Chúa, thì Jonah cần phải biết từ bỏ cái tôi ở trong cuộc đời. So for Jonah to live for God, he had to put down his old self, put down his ego. Đức Chúa Trời có thể dùng mọi cách để giúp cho Jonah từ bỏ cái tôi của chính ông, ngay cả dùng con cá để nuốt ông ba ngày ba đêm. So God had a plan. God can use any form to change Jonah, and He in fact had used the fish to swallow Jonah for 3 days and 3 nights. Có ai của chúng ta đây muốn được Đức Chúa Trời dùng con cá để giải quyết cái tôi trong cuộc đời của chúng ta sáng nay như cách So anyone of you would like to be in the belly of the fish, like God has done to Jonah for 3 days and 3 nights? Nếu muốn á, thì trưa nay sau khi ăn xong, chúng ta sẽ đi với ông Ken ra biển nước sống, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội nghe này. So if anyone of you like it, please contact Mr. Ken. He will take you out surfing, and sure enough, you will be under the belly of a shark. And nếu mà ông Ken mà tiếp tục bất tuân với Chúa thì sẽ có lúc Chúa cho họ này. Nên nhớ là không ai có thể sống một đời sống hiệu quả cho Chúa nếu trước tiên người đó chưa có chấp nhận là chết cái tôi. And again, I emphasize that no one can live for God unless you put your own self, your own ego down. Nếu cái tôi của chúng ta còn chưa chết thì nó sẽ bắt chúng ta sống cho nó nhiều hơn và sống cho nó. If your own self is still alive and well, then they will make you follow your own self instead of living for God. Ở trong Luca đoạn 9 câu 23 thì Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ như thế này: nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi mỗi ngày khác tự giá mình. So God has said, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Tự bỏ chính mình chính là điều kiện để sống cho Chúa một cách hiệu quả. Deny yourself is the main reason, the main criteria, so that you can live with God. Và vác thập tự giá của mình mỗi ngày cũng là điều kiện để sống của Chúa. Also, take up your cross daily is one of the criteria you have to do everything to be fruitful. Hình ảnh vác thập tự giá mỗi ngày nói đến cái hình ảnh mà chấp nhận sẵn sàng chết để sống cho Chúa. So the picture of carrying your own cross is a picture of willing to die every day of your own self so that you can live for God fruitfully. Đối với tôi, một đời sống thành công cho Chúa không phải dựa vào người đó làm bao nhiêu việc hoặc là đang giữ chức vụ lớn như thế nào, nhưng dựa vào người đó đã để Chúa quyết định bao nhiêu ở trong cuộc. So I found that for a
fruitful Christian is not how many jobs they've done or how many times they have worked at the church, but how many times God has done on his life and how many times he has willingly let God do it in his life. Càng để Chúa quyết định nhiều trong cuộc đời của chúng mình thì chúng ta sẽ càng có một cuộc sống của anh. So if you let God in control of your life, then you will be more fruitful, more successful. Câu hỏi là chúng ta đang để Chúa quyết định bao nhiêu ở trong cuộc đời. So the moment I raise the question, how many times have you let God done the decision making in your life? Chúa Giêsu muốn ban cho chúng ta một đời sống hiệu quả và có ý nghĩa, nhưng Ngài không thể ban cho chúng ta một đời sống hiệu quả và có ý nghĩa cho đến khi chúng ta chấp nhận từ bỏ đi cái tôi, từ bỏ đi những cái điều của mình và đúng. So God wants to give you a fruitful life, a successful life, but He can only do that once you leave your old self, deny your old self, and let God be in control of us. Sáng nay chúng ta có sẵn sàng dám bỏ đi cái tôi không có giá trị để nhận một đời sống hiệu quả và ý nghĩa đến từ Chúa. So this morning, have you let your old self die, deny yourself of this old self, so that you can live a fruitful life to God? Chúng ta có sẵn sàng chấp nhận từ bỏ đi những thứ không có giá trị gì ở trong cuộc đời này để nhận lấy những điều giá trị mà Chúa sẽ ban cho chúng ta ở trong cuộc đời này. Are you willing to let go of everything that you think is for successful in this life, so that you can let God be in control and let God show you what He means by being successful in this life? Tôi thấy bỏ đi những gì chúng ta ưa thích là việc không dễ làm, nhưng mà tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được nếu chúng ta biết nắm bắt cơ hội thứ hai mà Chúa cho chúng ta sẵn lành để sống cho Chúa và tiền bạc. Let go of your old self. Let go of what you think is good and successful in this life. It's very difficult. But if you're willing to let go of that, God will turn your life around and make it become a successful way as a successful Christian. Quý vị thử nghĩ, nếu dân ngoại bang đó họ thờ những thần hư không, chẳng có năng quyền gì mà họ dám dùng cả cuộc đời của họ để sống cho thần của họ, thì tại sao chúng ta không thể dùng cả cuộc đời chúng ta để sống cho Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, là đấng đang đầy trị mọi sự? So for so many people around the world that worship their own God, they're willing to sacrifice their whole life worshiping and worshiping their own God. Why don't we as a Christian sacrifice ourselves and become a true Christian living for our own God? Đức Chúa Trời đấng luôn ban cơ hội thứ hai cho chúng ta. God gives you a second chance, gives humanity a second chance. Trong khi Jonah đang tìm một cái chết ở trong lòng biển, thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một con cá lớn để giải cứu ông, hầu cho ông có cơ hội thứ hai để sống. So when Prophet Jonah willing to sacrifice himself, willing to die in the sea there, but God had prepared the fish to swallow him so that he can live again a second life, a second chance. Nếu Đức Chúa Trời, tôi tin rằng nếu Đức Chúa Trời đã cho chúng ta cơ hội thứ hai thì Ngài sẽ cho tất cả chúng ta đây cơ hội thứ hai để sống được đúng. I believe that if God willing to give Prophet Jonah a second chance in life, He will give all of us a second chance in life so that we can live with God. Nhưng mà cơ hội đó là chúng ta có nắm bắt lấy cơ hội thứ hai mà Chúa cho chúng ta để có thể sống cho Chúa và tiền bạc. The question here is, are you willing to seize the second chance in God so that you can live this life successful for God? Sáng mai thì tôi sẽ nói đến cơ hội thứ hai để phục vụ Chúa. Tomorrow there will be another sermon of how we can work for God. Xin mời quý vị đồng ý lên. Lại Đức Chúa Trời là cha của chúng con. Dear our Heavenly Father, con cảm ơn vì lòng nhân từ của Chúa thật là lớn lao của chúng con. I thank you because your grace and your mercy for my life. Đáng lẽ chúng con phải chết vì tội lỗi của mình,
Nhưng mà Chúa cho chúng con cơ hội này để sống cho Chúa. We deserve to die for our sin, but you give us a second chance to live. Xin Chúa ngài cho tất cả chúng con ở đây có thể biết nắm bắt cơ hội này để sống cho. May God give us the second chance, everyone here today a second chance, so that we can live. Con cầu xin Chúa cùng tất cả chúng con cầu nguyện điều này trong danh của Chúa. I pray so that God will be with each one of us today, and we pray in Jesus' name. Amen. Cảm ơn quý vị. Thank you.